Sato, Ishii, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở Thượng Hải. Anh là Hứa Niệm Đông ở sòng bài Osaka, vô cùng chuẩn xác. Chính là tại hạ Ishii-kun, chính là tên Trung Quốc này năm đó đã giết anh trai của anh ở bãi bồi Tây Môn. Anh chính là em trai của người đó sao? Được, hôm nay tôi sẽ tiễn anh đi gặp anh trai của mình nhé. Nhìn phải, thẳng. Nhìn về phía trước. Nghiêm. Nghỉ. Phùng tướng quân, chúng tôi nhận lệnh chỉ có thể tiếp ứng các vị đến đây. Đây là doanh trại độc lập được công bộ đặc biệt xây dựng cho Hồng quân. Hãy tuân theo sắp xếp.
Thưa các anh em kho hạp Bắc, tô giới là khu vực công cộng quốc tế. Theo lệ cũ, khu vực công cộng quốc tế không thể mang theo vũ khí vào. Cho nên phiền các anh em giao vũ khí lại trước. Chúng tôi dựa vào cái gì mà giao súng? Đúng, dựa vào cái gì mà giao súng? Các anh em, đây không phải là bảo mọi người nộp vũ khí đầu hàng, mà là tạm thời đưa cho đội tuần tra bảo quản. Khi mọi người ra khỏi tô giới, chúng tôi sẽ lập tức trao trả lại. Đây là cách tốt nhất rồi. Xin mọi người hãy phối hợp, tránh gây đổ máu và hy sinh không cần thiết, cũng là để lại lời tốt đẹp cho quân Nhật. Người Anh thất tín bội nghĩa, bán đứng chúng tôi cho bọn Nhật. Chúng tôi không giao súng, tuyệt đối không giao súng. Phùng tướng quân, tại hạ là Phó Bắc Xuyên, trưởng hội hội thảo bảo vệ Thượng Hải. Phùng tướng quân, tôi nhận sự ủy thác của công bộ, đặc biệt đến truyền lời với anh. Bọn Nhật uy hiếp tô giới, hăm dọa rằng nếu được các anh trở về tiền tuyến, quân điều động sẽ san bằng tô giới, dẫn phát xung đột với Anh Mỹ. Mặt khác cũng ảnh hưởng đến đàm phán của chính phủ Nam Kinh. Lợi và hại trong này, xin Phùng tướng quân cân nhắc. Công bộ bảo đảm, chỉ cần các anh tạm thời ở trong danh trại độc lập, tô giới sẽ đảm bảo sự an toàn của các anh. Tuyệt đối sẽ không giao cho các anh cho quân Nhật, mà sẽ tìm cơ hội đưa các chiến sĩ ra khỏi Thượng Hải. Các anh em, từ khi chúng ta mặc bộ quân phục này lên người, thì chúng ta đã gạt sự sống và cái chết sang một bên. Hôm nay, nếu chúng ta đã đến đây rồi, thì không cần kích động, phải suy nghĩ đến toàn cục. Hãy làm theo lời yêu cầu của tô giới. Hãy tin rằng chính phủ sẽ không bỏ rơi anh em chúng ta. Bây giờ tất cả bỏ súng xuống. Phục tùng mệnh lệnh. Hạ súng. Tôi yêu cầu giữ liên lạc với ủy ban quân sự quốc gia. Không thành vấn đề. Mọi người không phải là tù binh, chỉ là biên chế tạm thời ở tô giới. Ngài Wanatabi, tất cả đều sắp xếp ổn thỏa rồi. Bây giờ Hồng quân kho hạp Bắc đã trở nên đơn độc. Được. Mấy lần thất thủ, hôm nay nếu lại để Hồng quân chạy ra khỏi tô giới, thì đại tướng Matsu nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ. May mà hôm nay phó lão gia cuối cùng đích thân xuất mã, nhốt bọn chúng vào doanh trại độc lập. Xin đa tạ. Ngài Wanatabi, khách sáo quá rồi. Bọn Nhật muốn giở trò, bọn chúng chắc chắn sẽ bí mật ra tay. Lập Minh, Niệm Đông, Đổng tiên sinh, tình hình phía các anh thế nào rồi? Chúng tôi vừa giết hai tên người Nhật, nhưng Hồng quân kho hàng vẫn đang giao chiến với chúng. Bọn Nhật uy hiếp công bộ, tuyên bố nếu thả Phùng tướng quân đi, bọn chúng sẽ lập tức xông vào tô giới. Sau đó vẫn là Phó Bắc Xuyên ra mặt điều đình, tạm thời cho Hồng quân ở tạm trong doanh trại độc lập. Vậy chúng ta chỉ có thể tìm cơ hội khác ứng cứu Phùng tướng quân thôi. Đi. Tôi không đi. Tiểu mạng,
Đây là nghĩ cho sự an toàn của cô. Tô Anh là người mà tôi tin tưởng nhất. Anh đừng cứ bắt tôi luôn nghĩ rằng mình sợ nợ Tô Anh. Tôi căn bản không cần cô ta bảo vệ. Tiểu Mạn, tôi và Lập Minh giết thích khách mà người Nhật phái đi ám sát Phùng tướng quân, còn tòa soạn của Đổng tiên sinh lại là cứ điểm chuẩn bị cuộc đại diễu hành. Chúng tôi bị bọn Nhật theo dõi. Nơi cô ở gần tòa soạn như vậy, sao có thể an toàn chứ? Tôi có thể tự mình ra ngoài thuê nhà ở. Bây giờ tình hình gấp gáp. Thế này đi, cô cứ ở nhà cô ấy trước. Đợi nguy hiểm qua rồi, tôi sẽ lập tức đến đón cô đi. Tôi không muốn đến chỗ cô ấy. Cô phải đi. Cô không đi tôi sẽ khiêng cô đi. Sao anh có thể chứng minh ở chỗ Tô Mạn Quân nhất định sẽ an toàn chứ? Tôi đã tung tin ra ngoài rồi. Đồng hồ không có ở chỗ cô. Chìa khóa lại bị lão Hồ cướp đi rồi. Người muốn tìm vàng sẽ không tìm đến cô nữa. Hơn nữa, bọn Nhật hợp tác với Phó Bắc Xuyên. Tô Anh lại là người của Phó Bắc Xuyên. Bọn Nhật sẽ không lục soát đến nhà cô ấy đâu. Tô Anh, Tiểu Mạn nhờ cả vào em đó. Đều là bạn bè mà, đừng khách sáo như vậy. Hai ngày nữa tôi sẽ đón cô. Nào, lên xe đi. Nào, vào đi. Chị để hoa nhài đón nắng mặt trời. Thật tốt, cảm ơn nha. Chuyện nhỏ mà. Hay là chúng ta xuống mật thất nói chuyện đi. Như vậy Phó Bắc Xuyên có về cũng sẽ không phát hiện ra, giống như lần trước đó. Đi. Mọi người vất vả rồi. Xin chào Vương đội trưởng. Sao anh lại đến đây? Hồng quân kho hạt bắp vừa vào doanh trại độc lập, đội tuần tra chúng tôi không đủ người, làm không hết việc, nên vẫn phải tôi đích thân cấp dưỡng cho họ. Thế nào? Được, mời. Được. Niệm Đông, đội trưởng Cát. Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Sớm biết như vậy, thà rằng dẫn anh em chiến tử Hạp Bắc. Đừng nghĩ vậy. Bây giờ doanh trại độc lập tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách cứu các anh ra. Các anh? Đúng. Còn cả Đổng tiên sinh của đảng Cộng sản nữa. Lần trước đưa vũ khí đến kho Hạp Bắc chính là chủ ý của ông ấy. Lần này cũng là Đổng tiên sinh liên hệ với người của đội tuần tra đến cấp dưỡng. Bây giờ không rõ thái độ của chính phủ quốc dân, mặc kệ sống chết của chúng tôi. Không ngờ đảng Cộng sản vẫn tiếp tục giúp đỡ chúng tôi. Được rồi, liên hệ sau đi. Bảo trọng. Alo. Alo, lão gia. Người đã ở chỗ em rồi. Yên tâm đi. Tiểu Mạn đã ở chỗ em rồi sao? Dân, ta biết rồi.
Chuyện này chính xác chứ? Đương nhiên, chính tay tôi nghe thấy lão gia nói. Nhưng mà tôi cũng nói trước, tôi tin rằng lão gia chắc chắn sẽ gọi tôi đi bảo vệ Lãnh Tiểu Mạn. Tôi có thể giúp anh kéo dài thời gian. Các anh làm nhanh chuyện cần làm. Nếu không đến lúc đó mọi người chạm trán nhau. Yên tâm đi, những chuyện khác cứ để tôi lo. Chuyện vừa nãy các anh đều nghe thấy rồi chứ? Đại ca, bây giờ làm sao? Anh em chúng em nghe theo anh cả đó. Đại ca, ra tay đi. Không ra tay nữa là rơi vào tay người khác đó. Đúng vậy. Đến đây. Nói, Lãnh Tiểu Mạn ở đâu? Có biết đây là đâu không? Cô có thể không biết chúng tôi là ai, nhưng chúng tôi biết cô là ai. Vũ nữ hot nhất Bến Thượng Hải, ác chủ bài của Hồng Ma Phường, người tình của Phó Bắc Xuyên Bạch Lạc Môn. Nếu đã biết, còn dám hỗn sự ở đây sao? Để tôi nói cho cô biết chúng tôi là ai nhé. Diêm Vương đòi mạng, người không sợ Thiên Vương lão tử? Vậy sao? Nhưng sao tôi thấy giống như đám nô tài vậy? Con mụ chua ngoa này, xem tôi có xé miệng cô ra không? Lãnh Tiểu Mạn rốt cuộc ở đâu? Sao tôi biết được cô ta ở đâu chứ? Hốn kiếp, sao không báo sớm? Nếu Lãnh tiểu thư xảy ra chuyện gì, lão gia mà trách tội, mình cậu chịu đó. Đám người đó vừa đến làm báo cáo với anh rồi. Còn nói nữa đi mau. Lão Tam, canh chừng cô ta, chúng tôi lục soát. Được. Ngoan ngoãn một chút. Mau, mau lên. Không thấy gì cả. Cây hoa nhài kia là cô trồng sao? Đương nhiên. Tiểu Mạn cũng thích hoa nhài. Hương thơm ngào ngạt, tinh khiết cao sang, rất thích ánh mặt trời, lá xanh mướt. Thật không nhìn ra anh cũng là người hiểu về hoa đó. Thả cô ta ra. Nếu cô thích hoa nhài, vậy thì chắc cô biết hoa nhài có 9 cái mạng rất mạnh mẽ, thường được gọi là hoa nhài bất tử. Xem ra anh rất thích Lãnh Tiểu Mạn. Thân như tri kỷ, tình như thủ túc. Vậy tại sao
Cô ấy lại không thèm nhìn mặt anh chứ. Tôi không tin Tiểu Mạn thực lòng muốn tránh tôi. Nếu anh đã thực sự hiểu cô ấy như vậy thì nên đợi cô ấy chủ động ra tìm anh. Tôi ở đây. Tiểu Mạn. Tiểu Mạn, mau cùng anh đi đi. Bảo họ hạ súng xuống trước đã. Bỏ súng xuống. Đi. Đi đâu? Ngày ngày sống cuộc sống bị người ta truy bắt sao? Lấy được vàng rồi, cao chạy xa bay. Em sớm đã nói với anh rồi, em sẽ không đi cùng anh đâu. Tất cả đứng lại cho tôi. Mau thả Lãnh Tiểu Mạn ra cho tôi. Lão đại, để cho rừng còn xanh, sợ gì không củi đốt. Nhìn tình hình hôm nay, e rằng chúng ta không dẫn cô ta đi được rồi. Lão Hồ, anh đừng nói những lời vô ích nữa. Tôi nói đều là thực tế. Nếu dẫn Tiểu Mạn đi, Tiêu Vạn Khôn chắc chắn sẽ liều mạng với chúng ta. Đến lúc đó thắng thua khó lường. Tôi thấy chúng ta nhìn xa một chút đi. Đừng nhiều lời. Mau thả người ra. Thả cô ấy ra. Rút. Nói với Phó Bắc Xuyên, muốn độc chiếm vàng, cẩn thận cuối cùng mất cả chị lẫn chài. Đi. Hứa Niệm Đông, tất cả chuyện này đều là do anh gây ra. Anh luôn miệng nói muốn bảo vệ sự an toàn của tôi, nhưng kết quả thì sao? Giờ anh hài lòng rồi chứ? Từ bây giờ trở đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, cô muốn làm gì? Có gì thì nói cho rõ. Tôi với anh có gì mà nói? Tiểu Mạn, tôi cũng không biết tại sao chúng lại đến nhà Tô Anh tìm cô. Chuyện này chỉ có anh và Tô Mạn Huân biết, không phải anh thì cô ấy nói. Không đâu, Tô Anh sẽ không bán đứng cô. Tô Mạn Huân không bán đứng tôi, vậy thì là anh rồi. Được, anh đi đi. Mau đi nịnh nọt chủ mới của anh đi. Phó Bắc Xuyên, đi đi. Cô nói gì? Tôi nói gì anh không hiểu sao? Từ lúc bắt đầu, anh đã coi tôi là mồi nhử để dụ đám người Dương Sĩ Đình xuất hiện. Trên người tôi không có đồng hồ, nhưng trong tay họ thì có chìa khóa. Chẳng phải anh giúp Phó Bắc Xuyên tìm vàng sao? Đây là kế hoạch từ trước của các anh, đúng không? Tiểu Mạn,
Tôi biết bây giờ tôi nói gì cũng vô ích. Tôi tin rằng sẽ có ngày rõ chân tướng sự việc. Sớm muộn cũng có ngày cô sẽ không hiểu lỗi lầm của tôi nữa. Cho tôi thêm cơ hội để tôi thực hiện lời hứa lúc trước tôi hứa với anh trai cô. Đi đâu đó? Thiên hạ rộng lớn, không ngờ lại không có chỗ cho Lãnh Tiểu Mạn tôi dung thân. Anh yên tâm, tôi rất an toàn. Nhưng tôi không muốn gặp lại anh nữa. Không muốn gặp lại anh nữa. Vạn Khôn, lão gia, lão gia, hôm qua Kawato đến làm loạn nhà Tô tiểu thư, cũng may tôi đến kịp giải vây cho cô ấy rồi. Nhưng cục diện hỗn loạn nên vẫn chưa bắt được bọn chúng. Lúc đó tôi phát hiện trong số bọn chúng có một người tên là Dương Sĩ Đình, hình như rất thích Lãnh Tiểu Mạn. Xem ra muốn bắt Kawato thì Lãnh Tiểu Mạn là mồi nhử lớn nhất, và cả Hứa Niệm Đông nữa. Lúc đó anh ta cũng xuất hiện. Xem ra anh ta cũng rất thích Lãnh Tiểu Thư. Ngoài ra còn có chuyện này. Việc mà lúc trước lão gia phân phó cho tôi làm đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Bây giờ tất cả các chợ vàng ở Thượng Hải đều nằm trong tay của chúng ta. Nếu có người tung hàng ra, tất phải qua tay của chúng ta, bao gồm cả số lượng hay định giá đều do chúng ta quyết định. Còn thị trường chính thống, lão gia cũng biết, tất cả giao dịch vàng đều qua ngân hàng, đều do bọn Nhật khống chế. Vạn Khôn, cũng giống như vàng vậy, làm gì cũng phải tranh thủ lúc nóng. Dạo gần đây cậu làm rất tốt, gắn thêm một chút nữa, tìm được mấy tên phó quan kia cho tôi. Vâng, lão gia. Nhưng mà có điều này, mặc dù nói bây giờ thị trường vàng đều nằm trong tay chúng ta, nhưng mà vẫn có người không nghe lời, luôn đối đầu với chúng ta. Cho nên xin lão gia chỉ giáo, chúng ta nên xử lý hắn như thế nào đây? Ai vậy? Chính là tên Kim Mặt Trổ. Chúng tôi đã khuyên hắn, nhưng hắn vẫn không nghe. Hắn vẫn buôn bán lớn ở chợ vàng, không nể mặt chúng ta chút nào. Tên Kim Mặt Trổ này trước đây chẳng phải rất có quy tắc sao? Tôi đã điều tra, hắn dám làm vậy với chúng ta. Thực ra sau lưng hắn có thế giới mới chống lưng, hắn mới dám làm như vậy. Lại là thế giới mới. Được rồi, nếu hắn cứ nhất định đối đầu với chúng ta, vậy thì ta sẽ tác thành cho hắn. Đến lúc rồi, đã đến lúc để đám thanh niên ngã ngựa rồi. Lão gia, ý của ông là cậu đi báo với các anh em, hai ngày nữa sẽ hành động lớn, bảo họ sốc lại tinh thần cho ta. Lần này ta muốn đích thân tiêu diệt thế giới mới. Ta sẽ khiến họ mãi mãi không ngóc đầu dậy được. Và cả tên Hứa Niệm Đông kia nữa, ta sẽ khiến hắn ngoan ngoãn quay lại. Dân, lão gia, tôi sẽ đi làm ngay. Khoan đã, hai ngày tới cậu phải bắt Lãnh Tiểu Mạn về cho ta. Ta mặc kệ cậu dùng cách gì, tóm lại phải bắt được cô ta. Tuân lệnh.
Tiểu Mạn, cô từ nhà Tô Mạn Quân chạy thẳng đến tòa sạn. Cô có biết như vậy rất là nguy hiểm không? Bây giờ cả tòa sạn đang bị theo dõi, chuẩn bị di chuyển bất cứ lúc nào. Mà bây giờ cô chỉ dựa vào cảm xúc để làm việc, đâu có giống một nữ trung hào kiệt mà giống bà cô của nhà giàu quá. Hỡi tí là nóng nảy. Đổng tiên sinh, tôi gọi ông đến không phải là nghe ông phê bình. Ông có trách nhiệm và nghĩa vụ nói cho tôi biết bây giờ tôi nên làm gì. Tại sao chứ? Ông xem, bây giờ tôi đã tự coi mình là một đảng viên cộng sản rồi. Tôi giúp đảng cộng sản làm nhiều việc như vậy, còn gặp nhiều nguy hiểm như vậy. Bây giờ gặp chút rắc rối, cấp trên là mặc kệ sao chứ? Đồng chí Lãnh Tiểu Mạn, để tôi gọi cô là đồng chí trước đã. Nhưng mà bây giờ cô vẫn chưa phải là đảng viên cộng sản, thậm chí đến đơn xin vào đảng cũng chưa có, chỉ là một phần tử tích cực ngoài tổ chức đảng mà thôi. Những cống hiến cho cách mạng của cô, tổ chức đảng cũng đã thấy. Nhưng mà đừng lấy đó để mà uy hiếp, đưa bất cứ yêu cầu nào với tổ chức của đảng. Tôi không đòi nhà, cũng chẳng đòi đất, chỉ là có chút mù mịt. Xin tổ chức giúp đỡ không được sao? Chuyện này không cần đến sự giúp đỡ của tổ chức, tôi giúp cô là được rồi. Ông không đại diện cho tổ chức sao? Tôi đại diện cho trưởng bối của cô không được sao? Đổng tiên sinh, tôi vẫn nghe Niệm Đông gọi ông là Đổng tiên sinh. Vừa nãy còn quán trách Hứa tiên sinh, sao quắc một cái đã gọi là Niệm Đông thân mật như vậy rồi? Thôi được rồi, chuyện của tôi tự giải quyết, không gây thêm phiền phức cho tổ chức nữa. Tiểu Mạn, tôi thấy trên đường có rất nhiều người của Bạch Lạc Môn, xem ra họ muốn ra tay với thế giới mới rồi. Cô mau chóng thông báo cho mấy người của Niệm Đông đi. Tôi cũng nghe Niệm Đông nói qua, người của Bạch Lạc Môn đã lọt vào thế giới mới rồi, cho nên giao tôi cho Tô Mạn Quân chăm sóc. Nói gì mà góc tối dưới đèn, tôi lại không tin chứ. Rõ ràng là mượn danh nghĩa của tôi để tiếp cận Tô Mạn Quân mà. Được rồi Tiểu Mạn, nơi này không ở lại lâu, cô mau đi tìm Niệm Đông đi. Trước đây tôi từng thề, ai giúp tôi giết Tào Chấn Chủ, tôi sẽ gả cho người đó. Nếu sau này tôi thích cô thật, tôi nhất định sẽ lấy cô. Đừng sốt ruột, chăm sóc cho Tại Vân. Không, anh yên tâm, tôi sẽ không để Tiểu Mạn bị tổn thương nào đâu. Anh còn yêu cô ấy không? Tôi cũng không biết. Vậy còn tôi? Cô, anh có cảm giác như thế nào với tôi? Bây giờ đồng hồ này đối với tôi mà nói đã không còn quan trọng nữa rồi. Chẳng phải cô nói đồng hồ này còn quan trọng hơn cả mạng sống của cô sao? Lúc đó là tôi muốn xem trong lòng anh đồng hồ quan trọng hay là tôi quan trọng. Hứa Niệm Đông, tất cả chuyện này đều là do anh gây ra. Anh luôn miệng nói muốn bảo vệ an toàn cho tôi, nhưng kết quả thì sao? Đồng hồ của tôi quan trọng hơn mạng sống của tôi. Tôi tin tưởng anh như vậy, anh lại vì cô ta mang đồng hồ đến cho bạn Nhật. Tôi cũng không biết tại sao bọn chúng lại đến nhà Tô Anh tìm cô. Chuyện này chỉ có anh và Tô Mạn Quân biết, không phải anh, thì là cô ta nói. Không đâu, Tô Anh tuyệt đối sẽ không bán đứng cô. Tô Mạn Quân không bán đứng tôi, vậy thì là anh rồi.
Niệm đâu? Anh uống say rồi. Anh chưa say. Anh hỏi em, đám phó quan của Tào Chấn Vũ sao lại tìm đến đây? Em không biết. Em cũng thấy lạ. Tại sao anh vừa mới đi thì bọn chúng liền đến? Phó Bắc Xuyên, Tiểu Mạn ở nhà em, sao ông ta lại biết? Anh không tin em sao? Sự thật khiến anh không thể nào tin em. Anh gửi gắm Tiểu Mạn cho em, anh tin tưởng gửi gắm cho em như vậy, không ngờ em lại bán đứng anh. Anh quả thực không biết. Em có còn là Tô Anh trước đây anh từng quen biết nữa không? Niệm Đông, em biết. Bây giờ anh khinh thường em là vũ nữ, nhưng em muốn hỏi rằng tại sao chúng ta lại trở thành bộ dạng như bây giờ? Năm đó khi Tô Anh yêu anh sâu đậm thì anh đi đâu rồi? Khi cô ấy cần anh nhất thì anh ở đâu? Hả? Niệm Đông, anh muốn một người con gái đi đến bước đường cùng phải làm sao đây? Niệm Đông, anh đừng quên, căn biệt thự này là Phó Bắc Xuyên mua cho em. Em là người phụ nữ của Phó Bắc Xuyên. Cho dù em không nói, mỗi ngày em làm gì, ai đến đây, em gặp ai, ông ta không biết sao? Quả thực là em, em không làm gì được. Anh vẫn theo dõi tôi đó sao? Anh cũng nghi ngờ tôi sao? Còn ai nghi ngờ anh nữa? Tất cả mọi người đều nghi ngờ tôi. Vậy thì anh giải thích. Anh không giải thích sao? Vậy thì tôi nghe nói. Thật ra chiêu này của anh rất là tuyệt. Vì Lãnh Tiểu Mạn cũng rất là tin tưởng anh, cho nên anh đưa Tiểu Mạn đến tòa soạn. Sau đó anh lại nói tòa soạn bị lộ rồi, rồi chuyển cô ấy đến nhà người tình. Sau đó gọi đám phó quan của Tào Chấn Vũ đến. Anh muốn lấy chìa khóa, nhưng mà lại mọc ra tên Tiêu Vạn Khôn, làm hỏng chuyện lớn của anh. Đại trưởng phu, dám làm dám chịu, tôi thật là khinh thường anh. Nhưng vàng thì tôi quả thực cũng rất là thích. Rơi vào tay anh em tôi cũng rất là vui. Sau này có chuyện gì cần giúp thì cứ nói. Nhưng mà anh phải cẩn thận với đám phó quan kia. Tôi nói hết rồi.
Lão gia, mấy hôm nay ta bận quá, không có thời gian đến gặp em. Ta nghe nói mấy ngày trước có mấy người đến làm loạn sao? Không sao rồi, Tiêu đội trưởng đã dẫn người đến giải quyết rồi, không phải là chuyện lớn gì. Vậy Lãnh Tiểu Mạn đâu rồi? Cái này thì em không biết. Hôm nay không có ai đến làm phiền em chứ? Dạ không. Hứa Niệm Đông không đến sao? Niệm Đông có đến, nhưng anh ấy chỉ đứng ngoài cửa nói vài câu rồi đi luôn. Em sợ gì chứ? Ta đâu có trách em. Ngược lại, ta có chuyện này muốn nhờ em giúp. Lão gia có chuyện gì cứ nói, Mạn Quân nhất định sẽ làm. Rất là đơn giản. Bây giờ ta không muốn Hứa Niệm Đông và Cố Lập Minh đi cùng nhau. Ta hy vọng em thay ta ly gián mối quan hệ giữa họ. Lão gia, họ là anh em đó. Chuyện này sao làm được? Lão gia, lão gia đừng hiểu lầm. Bức ảnh này là ảnh ngày trước. Em và Niệm Đông chỉ là bạn bè. Nếu đã là chuyện cũ, tại sao em không đốt nó đi? Đi. Đốt đi. Đốt ngay. Ta nghĩ em là người thông minh, nên làm thế nào? Chắc em đã rõ. Được, mau lên. Tìm anh tôi sao? Anh tôi không có nhà. Có chuyện gì thì tối hãy đến. Bỏ tay ra. Anh Đông, vừa nãy Tô Mạn Quân có gọi điện đến, nói anh qua đó một chuyến. Cô ấy không nói gì sao? Dạ không, chỉ bảo bọn em chuyển lời đến anh Đông. Biết rồi. Tới đây. Anh là Hứa Tiên Sinh phải không? Tôi tiểu thư nói khi nào anh đến thì vào phòng cô ấy. Mời. Cảm ơn. Sao vậy? Phó lão gia tức giận với em, còn động tay động chân với em nữa. Anh hài lòng rồi chứ? Xin lỗi. Chuyện của Tiểu Mạn đã trách nhầm em rồi. Là anh quá kích động. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em gọi anh đến không phải là nói với anh chuyện này. Em có chuyện muốn báo cho anh biết, liên quan đến Cố Lập Minh. Lập Minh sao? Hôm đó khi đám người kia đến,
Em nhìn thấy xe của Cố Lập Minh đổ ở bên kia đường. Khi em quyết định mở cửa thì họ lại lái xe đi mất. Em chắc chắn là xe của Lập Minh không? Không chắc lắm. Chỉ là trực giác. Em thấy nên em báo cho anh biết. Tin hay không tùy anh. Thật ra ai đi lấy được vàng không liên quan gì đến em. Đó là chuyện của cánh đàn ông các anh. Em là người phụ nữ của Phó Bắc Xuyên. Nhưng mà trước giờ em chưa từng làm chuyện có lỗi với anh. Tô Anh, được rồi. Em nói xong rồi. Anh có thể đi rồi. Hai hôm nữa anh sẽ rời khỏi Thượng Hải. Em tự chăm sóc tốt bản thân. Lãnh tiểu thư, đến giờ ăn cơm rồi. Nếu lão gia nhìn thấy như thế này sẽ dùng gia pháp với chúng tôi. Lùi xuống đi. Không ăn cơm không được đâu. Phó lão gia đãi khách như thế này sao? Để cô tạm thời ở lại đây cũng không còn cách nào khác. Trừ khi tôi có nguy hiểm gì đó. Chuyện này cô đừng hỏi nữa. Nói tóm lại, Phó Bắc Xuyên tôi sẽ không hại cô. Vậy giờ ông nói cho tôi biết. Nếu ông không nói, tôi sẽ tuyệt thực. Lại giở trò trẻ con ra rồi sao? Vạn Khôn à, lão gia, chăm sóc Lãnh tiểu thư cho tốt. Dạ. Ra ngoài. Sau khi chúng ta có tiền, cả cái bến Thượng Hải này do chúng ta hô mưa gọi gió. Có người lợi dụng em lúc em không có ở trong phòng, đã để đồng hồ này vào trong vali của em. Mọi người tìm cái này phải không? Tối hôm qua lão Hồ gọi điện cho tôi, nó muốn gặp tôi. Anh gặp rồi hả? Hắn nói chuyện muốn hợp tác với tôi. Anh cũng đồng ý rồi sao? Còn nhớ lúc chúng ta du học ở Nhật Bản, thầy giáo đã dạy chúng ta một tiết học liên quan đến sự tín nhiệm không? Đương nhiên là nhớ rồi. Bịt mắt chúng ta lại, sau đó đếm 1, 2, 3 rồi nhảy xuống. Thầy giáo còn nói chúng ta nhất định phải tin ông ấy. Sau đó còn có một tiết học, thầy giáo cùng với tôi, sau khi đếm 1, 2, 3, chỉ có mình tôi nhảy xuống. Ông ấy nói với tôi rằng đừng tin bất kỳ ai. Anh nói vậy là nói tôi đừng tin tưởng anh, là tôi không nên tin anh.
Là anh thông báo cho đám phó quan của Tào Chấn Vũ, bảo họ đến tìm Tiểu Mạn. Còn anh thì ngư ông đắc lợi. Nói tiếp đi. Vậy vẫn chưa đủ sao? Anh đối xử với anh em như vậy hả? Lãnh Tiểu Mạn lấy vàng là để chi viện kháng Nhật, còn anh lấy vàng là để tranh bá bến Thượng Hải. Nhưng tại sao anh lại đi hùa với người ngoài, đánh người của mình chứ? Tôi gọi anh đến bến Thượng Hải là để cùng tạo ra thế giới mới, không phải để nói chuyện yêu đương. Nếu tôi không coi anh là anh em thì tôi đã sớm lấy được vàng của Tào Chấn Vũ rồi, còn phải đợi đến bây giờ sao? Tôi không giúp được gì cho anh. Tôi sẽ rời Thượng Hải. Anh Đông, có người gọi điện cho anh. Anh, có cần tiếp tục theo dõi anh ta không? Theo dõi cho tôi. Alo, Niệm Đông à. Hôm nay tôi đặt bàn ở Hồng Tân, mời anh đến dùng bữa. Phó lão gia có chuyện gì? Phó mổ mời khách, chỉ nói chuyện phiếm, không nói chuyện làm ăn. Không nói chuyện làm ăn sao? Tôi lại không hiểu chuyện tình cảm. Vậy thì càng không thể đi rồi. Vậy thì thế này đi, qua nhà Mạn Quân đi, coi như chúng ta ôn lại chuyện cũ. Thế nào? Vậy được. Niệm Đông, ly này tôi mời anh. Niệm Đông có tài cán gì mà phó lão gia lại khách sáo như vậy? Phó lão gia, chẳng phải ông muốn tôi ôn lại chuyện cũ sao? Nào, không phải vội, chúng ta cạn ly này đã. Chuyện cũ không cần nhắc lại. Niệm Đông à, anh thử những món này đi, đây đều là đặc sản Giang Nam đó. Anh ở miền Bắc không mấy khi được ăn đâu. Phó lão gia, có gì thì nói thẳng ra đi. Mạn Quân, em đi lấy chai rượu vang Pháp mà ta cất ra đây đi. Vâng, thưa lão gia. Niệm Đông à, ở đây không có người ngoài, chỉ có hai chúng ta. Vậy tôi nói thẳng, anh có từng nghĩ đến chuyện Bạch Lạc Môn chúng tôi không? Phó lão gia, ông biết rõ tôi là người của thế giới mới, ông làm thế này là xui tôi bất nhân bất nghĩa sao? Vậy nếu không có thế giới mới thì sao? Tốt, mang hết đi. Anh, vừa nãy nghe các anh em nói phát hiện Hứa Niệm Đông đến nhà của Tô Mạn Quân.
Vậy em đi đây. Vậy nói cách khác, nếu anh và Lập Minh không làm anh em được thì sao? Anh có từng nghĩ đến Bạch Lạc Môn không? Phó lão gia, không giấu gì ông, tôi đã quyết định rời khỏi Thượng Hải rồi. Anh đi đâu? Trùng Khánh. Một là tìm hung thủ sát hại cha tôi, hay là tôi đồng ý với một người bạn cũ đến thăm quê hương Tứ Xuyên của họ. Niệm Đông à, tôi có thể hỏi tại sao không? Rất là đơn giản. Bến Thượng Hải không có ai đáng để tôi ở lại. Được, trọng tình nghĩa. Tôi thích. Nào, Niệm Đông, cạn ly này. Niệm Đông à, sau này bất luận đi đến đâu, cần phó mổ tôi giúp chuyện gì thì cứ nói. Sao vậy? Niệm Đông muốn đi sao? Đâu có, đâu có. Nào, chúng ta uống thêm một ly nữa. Nào, cạn ly. Cạn ly. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hôm nay rất ít người.
Tôi ra ngoài một chút, cô trong nhà nha. Hứa tiên sinh, sao lại là anh? Lãnh tiểu thư gần đây có đến đây không? Không thấy. Cô ấy không đi cùng anh sao? Sắp đến ngày trả phòng rồi, nếu anh gặp lãnh tiểu thư thì nhắc cô ấy một tiếng nha. Bây giờ tôi trả cho anh. Vậy, cảm ơn anh. Đổng tiên sinh đâu? Đổng tiên sinh về quê thăm mẹ rồi, chưa quay lại. Có cô gái họ Lãnh nào đến đây không? Lãnh tiểu thư hả? Cũng không gặp. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Mau, mau lên. Đứng lại. Hai anh không phải là người của thế giới mới sao? Đến ga tàu hỏa làm gì vậy? Hứa tiên sinh, thế giới mới xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện sao? Báo cáo, đã lục soát toàn bộ, không thấy gì lạ. Lục soát lại cho tôi, rõ. Có chuyện gì vậy? Đội tuần tra nhận được đơn tố cáo, nói thế giới mới đánh nhau. Khi người của chúng tôi đến, phát hiện nơi này không có ai cả. Lập Minh đâu? Nói vậy, là vừa nãy anh không ở đây sao? Tôi vốn dĩ định rời Thượng Hải, nhưng đến ga tàu hỏa, nhìn thấy người của thế giới mới luống cuống lên tàu. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai nên mới chạy về đây. Lập Minh chắc chắn bị người ta tính kế rồi. Ai lại có bản lĩnh này? Có thể qua mặt được đội tuần tra, trực tiếp ra tay với thế giới mới. Người này chỉ có một. Phó Bắc Xuyên. Tô Anh. Niệm Đông, anh đi đâu vậy? Tìm Phó Bắc Xuyên, cứu cố Lập Minh. Niệm Đông, Phó Bắc Xuyên đã sớm sắp xếp mọi thứ rồi. Bây giờ anh đi căn bản không cứu nổi. Ngược lại còn biết quá liều, chết oan uổng. Có chết cũng phải cứu. Lập Minh là anh em của anh. Niệm Đông, anh không hiểu em đang nói gì sao? Phó Bắc Xuyên sẽ không buông tha cố Lập Minh đâu. Bây giờ anh lại không muốn quy phục Bạch Lạc Môn. Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ xử lý anh. Bây giờ anh đi chẳng phải chết một cách vô ích sao? Anh có cách, không cần em lo. Niệm Đông, cho dù anh không màng đến bản thân thì cũng vì Lãnh Tiểu Mạn chứ. Tiểu Mạn làm sao? Bây giờ cô ấy đang ở trong tay Phó Bắc Xuyên. Niệm Đông, lão gia, trà. Thank you.
Thế nào, ông chủ Cố? Phó Bắc Xuyên, ông bị ổi vô liêm sỉ, dùng thủ đoạn thấp hèn. Ông chủ Cố, không sao chứ?